Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, hiện nay các ngành và địa phương tại Đà Nẵng đang tích cực triển khai, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Cụ thể, ngành y tế đã ban hành kế hoạch giám sát phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, bao gồm kịch bản ứng phó, phương án khoanh vùng, cách ly, truy vết khi phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, cũng như tại các cơ sở cách ly. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận cách ly các công dân nhập cảnh được thực hiện nghiêm ngặt, duy trì các biện pháp an toàn đúng quy định tại các bệnh viện, phòng khám. Tăng cường công tác giám sát, nâng cao năng lực dự phòng để chung sống an toàn với dịch, ngành y tế tiếp tục khuyến cáo người dân, các đơn vị địa phương thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.